Ngày 25 tháng 7, truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin chính phủ nước này cho biết hiện Ấn Độ đang nhận bàn giao các cấu phần của tổ hợp S-400 thứ hai qua đường hàng không và đường biển. Đây là lần bàn giao lô hàng S-400 đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cuối tháng 2. Được biết, hệ thống vũ khí tiên tiến này sẽ có thể vận hành trong vòng 2 đến 3 tháng tới và giúp Ấn Độ cải thiện đáng kể khả năng phát hiện cũng như tiêu diệt các máy bay tiêm kích, máy bay ném bom chiến lược, tên lửa và máy bay không người lái ở tầm xa. Ấn Độ nhận bàn giao tổ hợp phòng không S-400 mới trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động của không quân gần biên giới phía Đông Ladakh. Trong thời gian gần đây, Ấn Độ cho rằng các máy bay chiến đấu của Trung Quốc thường bay sát ranh giới đường kiểm soát thực tế, xâm phạm khu vực cấm bay rộng 10 km được thiết lập nhằm xây dựng lòng tin giữa hai bên. Tổ hợp S-400 đầu tiên vốn được bàn giao hồi tháng 12 năm ngoái đã được triển khai tại bang Punjab, khu vực Tây Bắc Ấn Độ để ngăn chặn các mối đe dọa đường không từ biên giới Pakistan và Trung Quốc. Không quân Ấn Độ cũng đã nhận từ Nga các thiết bị mô phỏng và hỗ trợ phục vụ công tác huấn luyện cho các hệ thống S-400 hồi tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Được biết, không quân Ấn Độ dự kiến sẽ được bàn giao tất cả 5 tổ hợp S-400 vào cuối năm 2023 theo hợp đồng trị giá 5,43 tỷ đô la Mỹ đã ký với Nga. Nhà chức trách Nga cho biết các đặc vụ nước này đã lật tẩy một đường dây gián điệp của Ukraine tại khu vực Kherson đang được các lực lượng thân Nga kiểm soát. TASS dẫn lời nguồn tin gần gũi với lực lượng hành pháp Liên bang Nga hôm 25 tháng 7 cho biết các đặc vụ Nga đã phát hiện và bóc tách thành công một mạng lưới gián điệp lớn của Hải quân Ukraine được cài cắm tại khu vực bán đảo Kimbun gần với cửa sông Dnipro ở tỉnh Kherson miền nam Ukraine. Một mạng lưới gián điệp của Trung tâm Tác chiến đặc biệt số 73 thuộc Hải quân Ukraine đã bị phát hiện. Kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine được bắt đầu, mạng lưới này đã tham gia tích cực vào các hoạt động do thám tại khu vực bán đảo Kimbun ở cửa sông Dnipro. Các thành viên của mạng lưới này đã tham gia việc tiếp nhận và vận chuyển các nhóm biệt kích Ukraine tham gia vào nhiệm vụ phá hoại các cơ sở hạ tầng tại hậu phương của quân đội Nga ở vùng Kherson. Hiện tại, tất cả các nghi phạm đã bị bắt giữ, họ đã nhận tội và đang hợp tác với lực lượng an ninh Nga. Alexei Zagray, một điệp viên Ukraine với mật danh Ochakovsky thừa nhận với TASS rằng anh ta nhận được chỉ đạo của đại úy Sergei Kirichenko thuộc Trung tâm Tác chiến đặc biệt số 73. Hiện tại, giới chức Nga khẳng định đã thu giữ được hầu hết thông tin liên quan đến tổ chức cũng như cách thức hoạt động của mạng lưới này và đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Thông tin về vụ bắt giữ mạng lưới gián điệp Ukraine được đưa ra chỉ ít giờ sau khi người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko, tiết lộ về lực lượng phòng thủ của Nga đã đẩy lùi nỗ lực đổ bộ của quân đội Ukraine tại khu vực sông Dnipro ở Kherson. Hai tàu đổ bộ cỡ nhỏ của Hải quân Ukraine cùng toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.